tầm quan trọng của thọ trì năm giới. Người trì giữ được năm giới và thập thiện thì sẽ được sinh lên cõi trời. Năm giới là sát, trộm, dâm, vọng, tử. Không sát sanh là từ bi, không trộm cắp là nghĩa khí, không tà dâm là chính nhân quân tử, không nói dối là người trọng tín, không uống rượu là người không buông thả, phóng túng. Sát sanh, tương lai sẽ bị quả báo số mạng ngắn ngủi. Trộm cắp, tương lai quả báo cuộc sống nghèo khổ khó khăn. Tà dâm đưa đến quả báo làm chim, sinh ra làm chim bồ câu, xê xẻ hay uyên ương. Chim là loài nặng dâm dục, con người nếu tham dục và tà dâm sẽ tái sinh trong loài chim. Tôi thường xuyên hay nói với quý vị điều này, nhưng mọi người không để ý lắm. Tôi lại không sợ phiền, nói với mọi người lần nữa, nói sau đây. Con người đừng sát sinh nữa. Những chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay có thể là họ hàng, quý vị, bạn bè, thậm chí là cha mẹ, tổ tiên của chúng ta. Nếu cha mẹ kiếp trước của chúng ta nay vì tội lỗi mà tái sanh làm heo bò, mà chúng ta giết heo bò đó, thì cũng như gián tiếp giết hại cha mẹ ruột của mình. Nói về giới trộm cắp, người ta nói, cái gì mình không muốn làm thì đừng làm với người khác. Những việc mình không thích làm cũng đừng kêu người khác làm. Không trộm cắp, mình cũng không muốn người khác lấy đồ mình, nên trước tiên mình không tham đồ vật, tài sản của người khác. Trong lục nhân quả, hình phạt cho tội tà dâm là rất nặng, nhất là vợ chồng không nên tùy tiện ly hôn. Nếu quý vị kết hôn, sau đó ly hôn, trong lục nhân quả, cơ thể sẽ bị chia thành hai phần, vì lúc còn sống, quý vị đã có hai mối quan hệ. Quý vị sẽ bị cưa đôi từ đầu đến chân, cưa thành nhiều mảnh cho số lần kết hôn mà quý vị trải qua. Người phụ nữ kết hôn với 100 người đàn ông, cô ta sẽ bị cưa thành 100 mảnh. Người đàn ông kết hôn với 100 người phụ nữ, họ cũng bị cưa thành 100 mảnh. 100 người phụ nữ, một người được một phần, phần thành những mảnh rách nát. Điều gì xảy ra khi bị cắt thành nhiều mảnh? Linh tánh sẽ bị phân tán, sẽ rất khó để các linh tánh hội tụ về với nhau một lần nữa. Cơ hội này không dễ gì có được. Nếu không còn cơ hội này nữa, linh tánh mãi mãi sẽ không đầy đủ và con người trở thành một loại cây cỏ vô tình. Bổn tánh con người bị phân khai đến mức không đủ để hoạt động như một chúng sinh. Cho dù đã trở thành một chúng sinh, nó sẽ ở trong hình dạng của một đàn 84.000 con muỗi hoặc tương tự. Những con muỗi này sẽ lại thành muỗi, nhưng chúng sẽ không thể giác ngộ và tìm lại được bản tánh thực sự. Chúng sẽ liên tục sinh ra và chết đi trong vòng luân hồi. Vì vậy có câu nói, một khi mất thân người, vạn kiếp khó được lại. Thân người của chúng ta khi mất đi rồi, cho dù trải qua hàng triệu kiếp sau, cũng không dễ gì có lại được thân người.